Hello, xin chào anh em đã quay lại với channel của mình nha. Thì theo như yêu cầu rất là nhiều mọi người là hôm nay mình sẽ làm một cái video đó là chơi với người lạ nha. Mình sẽ mời bốn này luôn. Ông Long đội mình là kêu là nhảy ở Pochinki để làm nhiệm vụ. Ok, nhảy Pochinki luôn anh em ơi. Có hai ông nhảy gần khu lớn kìa anh em. Rồi team mình sẽ vô khu giữa này luôn. Được x3 luôn. Xong rồi. Ui, KAK. Nó nằm ngay chỗ cái thám màu đen đen mình không thấy. Ui xong. Rồi. Ông kia nhảy bên này bị nóc rồi. Thôi ra cover nhanh anh em ơi. Kia rồi. Chạy đi đâu hả bạn? Trời ơi, hên ông này ông chưa gạt giò. À, ông đồng đội mình chung trong nhà này đúp. Sẵn từ đó là bị gạt giò. Ngồi im cứu này. Nhảy tích sang bên này luôn. Mình là cover không kịp là chết rồi. Ông số 3, ông số 2 gì? Có con thì phải. À, tiếng súng Uzi bên bên đường anh em ơi. Đây là ông bố trẻ à? Bên này có tiếng trăng. Lên trên tầng 2 đi. Ui, ba cái giáp 2 luôn nè. Qua đây nhặt giáp nè anh em. Ok. Ui, không bot. Ui, trong nhà này còn một. À, đây rồi, thêm một con bot nữa. Mới vô được hai con bot hai mạng liền. Qua mình xem có súng gì không. Ô, được 14, 16. À, 16 chứ. À, một thanh niên trong nhà kìa. Lót cái đầu kìa anh em. Đây rồi, đây rồi. Á đù. Vừa bắn cái cục đầu vô luôn. Ôi trời. Có một ông công đồng đội mình. Hay lắm ông ơi. Giáp công à. Đùa. À, nhảy xuống nè. Nhảy xuống hả bạn. Trời. Hình như là một ông vô nhà thì phải. Ui, hết đạn. Phải rồi. Hay lắm. Trời, đồng đội mình hình quá, cover kịp. Cái AK nó hết đạn đúng lúc thiệt chứ. Còn có 4 viên đạn à. Không có máu đây nữa chứ. Có nha, có nha. Có máu, máu cho một. Có pin đích không ông ơi? Hấp dẫn lắm, hấp dẫn lắm. Hấp dẫn à. Mình thấy không hấp dẫn tí nào, xém chết đây. À, một. Đây rồi, đây rồi. Thanh niên. À. Rồi, ông nội đã bị kẹt rồi. Kẹt rồi bạn ơi. Chạy qua trái, đồng đội bắn chạy qua phải gặp mình rồi. Nhảy hả bạn. Nhảy đi đâu nè. Qua cứu cái ông hồi nãy à. Rồi, clear được team đây rồi anh em ơi. Chắc có lẽ là hết rồi. Trời, trận này gặp cát quá. Thôi mình dành mình lút máu ông này cái đã. Mình tìm máu. Ông tôi lút mà có gì đâu mà ghê. Rồi đồng đội mình có xe rồi. Bị sang thánh luôn, đúng rồi. Sang thánh luôn. Đuổi thêm máy bay luôn. Lên nó 120 kìa. Enemies ahead. Trên đồi kìa. Ui, ông này nhanh quá. Phải xuống bờ hai cái nón với cái giáp liền. Còn được cái AUG. Mắc luôn cái băng đạn của mình nữa chứ. Đi đi. Đi đứng anh tìm sao nó tới nó xoáy banh sát lắm bây giờ đó. Mình không chở được anh em ơi. Mình chở được thì tốt rồi. Món này không biết ông chở đi đâu đây. À, dừng khu nhà này à. À, dừng đây cam thính lại một xíu nữa cũng được. Có máy bay mới luôn kìa. Úi trời. Vãi, cái thằng này, van này gọi làm cái gì. Thôi thôi, chặn lại cái đà anh em ơi. Đang bắt mà nó gọi như này chết đó.
bay ra khu prison. Thôi đi sang thính luôn. Đi bóc ơi. Let's go. Ủa, có súng thính kìa. Rồi, ok, mình sẽ qua khu súng thính này luôn. Không thèm cái thính đó nữa đâu. Cái mic của âm nào hơi bị ồn một xíu. Anh em thông cảm cho mình nha. Đó, anh em thấy không? Cái đường truyền hiện tại phát cái màn hình này lên PC là nó hơi bị chực chực ạ. Mình đang cố gắng là khắc phục đây. Chắc tầm là vài ngày nữa thì hình ảnh nó sẽ đẹp và vượt hơn nữa nha. Rồi khu nào đây? Gần chung cư à? Mình sẽ đợi thính nó rơi thấp xuống một xíu nữa rồi mình qua. Cho địch nó đang canh thính thôi. Nó hàm ăn thính là nó cứ chú ý. Rồi ok, vô luôn anh em ơi. Có cái xe bên trái nha. Sẽ dừng ở đây. Ồ, nghe được tiếng trăng rồi. Ủa, một thanh niên kìa. Chạy tới ăn thính này. Rồi, che sờ móc mất. Ủa, cái X3 mình hình như sao nó yếu yếu ta. X3 mình hình như là mình chính lại sao mà sói nó không có được nhảy. Rồi, nóc 2 rồi anh em ơi. Search for vehicles. Mình sẽ móc sang bên trái này. Công luôn móc ơi. Bị nhầm nữa chứ. Clear chưa vậy? Ồ, chắc là clear rồi. Clear hay là confirm cái mạng của mình. Trời, cái thính cây M249 với cây K không gì có gì hấp dẫn hết. Đây rồi. Trời ơi, đây đây đây, cái X3 mình chính xuống còn cái 87. Thì làm gì hồi nãy sấy nó yếu quá, trời, nghiêng cái điện thoại, muốn gần rớt cái điện thoại luôn. Mình cần tìm mẹ giáp 3. Mình đang thiếu cái giáp 3 mà giờ. Ủa, cái tiếng chân. Ủa, hình như là tiếng chân con boss. À, con boss. Boss thì cũng giết thôi. Ủa, có xe kìa anh em. Cái xe này nó chạy vô trong nhà mình à. Rồi rồi, lật xe thanh niên. Rồi, chết cha mày với tao. Chạy đi đâu bạn? Chạy đi đâu? Úi, cái gì vậy? Vãi chưa? Bị đưa anh em ơi. Nghiêng một phát nó giật sang tít bên này. Thanh niên núp sau này. Ok. Ông nội này chắc là leo trên xe rồi. Rồi, này thì nấp trên xe hả bạn? Cái chỗ này, cái lùm cỏ này là đông cực kỳ là kín đáo luôn à anh em. Anh em mà chung trong này là đố mà địch nó phát hiện, nếu mà không mà biết được vị trí trước đó. Mình sẽ chờ máu này qua khu đi học trở. Hy vọng là có team nào ở trong khu nhà đó. Úi trời. Đâu ra chiếc xe này? Có một thằng à. Úi sao ông kia lại nhảy xuống? Vãi, thêm một ông này nữa. Máu nổi này sao lại nhảy xuống vậy? Đùa à. Rồi dí chết ông này luôn. Chạy đi đâu hả bạn? Chạy đi hả bạn? Tầm chết luôn này. Thôi nha bà. Trời ơi, hai cái ông kia sao lại nhảy xuống xe vậy? Không biết nữa. Ui trời, cũng tâm xe mình nữa chứ. Rồi, có thính mới luôn. Rút đồ nha, đi qua chỗ thính mới. Ui, sao lại bắn? Rồi xong. Nóc ông số 3 rồi. Ông số 2 này hình như là thích bắn nổ xe lắm thì phải. Hồi nãy bắn một chiếc xe bên kia nổ rồi, giờ bắn thêm chiếc này. Enemies ahead. Bình cho móc này biết có thính bên kia. Enemies ahead. Rồi đi móc ơi. Còn lại 8 ông nữa. 8 ông thì giờ theo mình nghĩ là hai team cho bắn cho nó hấp dẫn.
trước mặt kìa. Ok, cái này là mình sẽ dừng bên cái đồi bên phải. Có đồi bên phải đẹp. Tới đó mình cam thì tìm là mà tới ăn thính là chết chắc. Ủa có cái xe bên phải trái này. Ủa xe nào? Ủa có xe tới rồi bạn em ơi. Thêm. Rồi rồi, xe chuẩn bị xác định. Xuống không? Sẽ chết cha ra luôn. Ui trời. Trời ơi, một ông ngồi trên xe mà sẽ không chết kìa. Toàn là trúng xe không à. Còn một ông ở trong cái thích thì phải. Còn một ông trong thích. Mình mới sang bên phải này tìm góc bắn nữa. Đây là lo hả bạn? À, còn nóc. Rồi, xong clear luôn. Ông số 3, ông đáy xuống tích dưới bên dưới luôn. Xung vãi luôn. Rồi, mau lướt đi. Để tôi cảnh giác bên trên cho. Con to đi. Thằng cu kia nó nói gì ta? Con to đi. Cái gì to? Chó gì? Đúng là tiếng trẻ em thật là khó dịch. Chỉ có bố mẹ mới dịch nói thôi. Nghe quen tai rồi mới dịch nói thôi. Chứ mà người lạ nghe thôi, không hiểu gì hết. Rồi đi má ông, lúc gì lắm vậy? Có một cái thích chứ mấy. U má ông này à. À đồ. Cái thanh niên này hồi nãy xe bọc thép. Hay là gì mình xoáy không trúng được. Xe bọc thép phải chưa? Hồi nãy là xe thường mình xoáy chết rồi. Tưởng sao mình xoáy gà dữ chứ. Xoáy hết một cái băng đạn mà không chết thanh niên đó. Ai ngờ xe bọc thép. Ông này đứng ngắm cái gì đây? Có địch à? U tuồng dốc. Thôi đi, có người không phải làm gì vậy? Mình sẽ chạy bên trái xuống khu tam giác. Đi xuyên qua Bojiki luôn. Ui tôi xem rồi. Vãi đâm nhà nữa chứ. Ui có người đẹp. À một thanh niên ở bên này. Trời ơi máu chứ, máu vậy bạn. Ui trời, Groza. Ủa đồng đội đâu rồi? Trời sao máu ông kia nấp hết vậy? Một ông còn nguyên cây máu, một ông mới cái 80% máu mà chạy nấp hết. Còn đấy mà chơi khô máu luôn là thắng rồi. Rồi bây giờ căng rồi. Ui sao mà bên phải này quăng smoke nó chưa che hết nè. Ui đừng từ từ nha. Team bạn từ từ nha. Đừng có qua lệ. Ui trời ơi thôi mình vô trong nhà cái đã. Để mình thiếu máu xong cái đã. Ui kìa một thanh niên kìa. Rồi nha mình đủ máu rồi nha. Ơi sao lại đơ đúng ngay chỗ này. Đâu rồi. Mấy ông bên này mà làm gì căng vậy. Ủa đây rồi. Ủa ông. Vãi chưa. Ủa trời ơi là mình cầm 249 là nhiều đạn. Cái này đúng kiểu là sái xuyên sờ móc. Ủa cứu ông kia đi, clear rồi. Cứu ông số 2 đi. Ủa ông số 3 này làm cái gì vậy. Trời ơi, ơi chết tiêu ông số 2 luôn rồi. Tội chưa? Trời ơi. Đâm trúng cái nhà, có team địch ở chờ sẵn ở đây nữa chứ. Xem tí nữa là cả team mà chết hết rồi. Máu này. Máu làm gì nữa ông nội? Chào bố tí, bố đang bận con. Bố đã gục bắt đây mà con cứ đòi gì vậy ha? Ủa con tiếp chân anh em. Vãi nồi. Con à con người. Ủa con người má ơi. Trên nhà. Nghe tiếng người trên nhà. À tao rồi thấy rồi thanh niên ở bên này. Đây bên này. Này thì nấp mà. Trời ơi cái ông này hồi nãy là ông đừng di chuyển mà ông âm thầm ông rút một chai nét ra. Ông quăng sang tim mình là chết chắc ba thằng luôn. Ủa rồi sao ông chết luôn. Đang tính qua bên dưới này, chặn đầu thanh niên nhảy xuống. Rồi xong clear rồi. Đấy kìa, nó ở trên TV kìa, tới TV. Chỗ đỏ kìa. Còn một ông cuối cùng mà nấp trong Bojiki này thì thôi đó. Đấy chỗ đỏ trên TV ấy. Thì em biết đến bao giờ mới thấy đây. Cười gì, nhìn thấy cười gì. À rồi thanh niên. Rồi thôi xem sắc lên. Thanh niên này kiểu bắn súng cho địch tới luôn nè.
như vậy chứ mày núp làm cái gì nữa. Đây, còn có một người mày núp là cái gì? Mày ăn cứu cho tôi. Trời ơi cái team mình kìa. Nghe tiếng súng một phát chạy tới. Con là Unin là con gì? Chờ tí TV lên đã. Ra lên đâu? Tự bố bắn xong rồi bao bố giải quyết cho. Con đừng có làm phiền bố. Ý? Bố mà trận này không được tốt bột là bố đánh con không trượt phát nào đâu. Con cua. Con cua à? Thanh niên là nghe gần ở trên này. Chắc là ở nấp ở trong nhà thờ rồi. Nằm đây xem. Hồi nãy mình nhặt cái ốp, mình không biết làm gì nữa. Bo trong bộ chiến kia nhặt cái ốp này cũng hơi bị phí. Còn một ông nữa chứ. Ông nội kia nấp kỹ quá. Bắn dụ tim mình lên xem nấp nữa thì thôi á. Mình qua bên nhà Doraemon xem. Nhiều anh em cứ phân vân là cái nhà này tại sao kêu là cái nhà Doraemon. Ủa, bên này có khói. À, ông nội nào ở bên này à? Thì lúc trước mình cũng thắc mắc là giống anh em như vậy. Mình ra mình tìm. Thì nó ra một cái lịch sử đó là một ông nội streamer gì đó. Là ông vừa cầm chơi burger đó. Phiên bản PC á. Thì ông vừa cầm chuyện Doraemon ông đọc. Ở cái bao cuối là ông ở trong cái nhà này. Ông thú nhà này ông bò cuối kiểu như địch ta trốn kỹ quá như mình đang gặp này. Là ông cầm quyển sách Doraemon ông ở này ông đọc. Ông đọc xong rồi là ông tấp phục ở trong cái ngôi nhà này luôn. Vậy là cái ngôi nhà này được gọi là nhà Doraemon. Và có thêm một cái ví dụ hay là cái ngôi nhà này nó giống với cái nhà của Nobita đó. Ở trong phim Doraemon đó anh em. Chứ thật ra mình cũng không nhớ là cái nhà Nobita nó giống như này không. Đó. Vì vậy là mọi người hay kêu nhà này là nhà Doraemon. Nhưng mà bây giờ còn một ông kia mà núp mai giờ không lên tiếng nữa. Thử bắn một lần nữa đi bạn. Trời ơi, núp kỹ quá. Thắng này cũng thắng mà chết thì cũng chết. Top 2 là được rồi. Còn có một mình mà đòi top 1 à. Ôi trời ông nội kia bắn giật mình. À ra thanh niên trong này. Rồi rồi rồi. Thả rồi nha bạn. Thả rồi nha. Nào nào nào. Nào. Ui. Trời. Ui. Vãi chưa. Thôi 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 thôi. Sao mù mắt mù mắt. Cái gì vậy tự nhiên bắn khục hai phát liên tục vậy. Thôi thôi. Đây rồi đây rồi. Quê rồi anh em. Cộng đấy thôi. Quê rồi anh em ơi. Bắn gì mà hai phát liên tục không chết. Rồi xong. Ô, ông nội này nấp trong này mai giờ. Ok như vậy là mình đã hoàn thành xong video chơi với người lạ này nha. Mọi người đừng quên bấm like, đăng ký kênh và để lại một bình luận dưới video giúp mình nha. Bye bye mọi người.